không được đâu đó, không được đâu đó con. Cô chú coi chay bữa nay lục ra được cái đồ bàn tay làm học làm nail của mẹ ngày xưa. Bây giờ chay làm phải không? Bây giờ mẹ mở ra chay nha, coi chừng dính quần dính áo dơ nha. Rồi sơn đi. Oh, wow, coi chừng dính áo dơ. Cầm lên, đúng rồi, chữ dơ, có nghề chưa? Trời ơi, con tôi mới bị lớn đi làm nuôi tôi được rồi đó. Rồi lấy thêm nước sơn, lấy thêm nước sơn. Cái này là sơn là một đi không trở lại nghe chay. Rồi lấy thêm nước sơn, lấy thêm nước sơn. Thôi một chai thôi, một màu thôi, một cái bàn tay chỉ được một màu thôi, không được quá nhiều màu. Đó, dơ đồ rồi nè, thấy chưa? Thấy chưa? Chịu đòi nổi nó không? Giờ mấy này mẹ tính đem ra mẹ bỏ. Tại vì lâu lắm rồi, lúc mà mẹ học cho tới giờ là lâu dữ lắm rồi để chay. 5 năm rồi đó. Cái gì 4 năm chứ, nước sơn mà để 4 năm. Cái này là quick dry, cái này cũng không có quick gì lắm. Cái này primer không được, primer bỏ. Hả? Đất rớt, đổ nước kìa, đổ kìa, đó. Coi nó kìa. Coi nó kìa, được rồi không? Nó sơn bóng, nên sơn sơn này chưa hết sơn màu rồi, giờ sơn clear. Các bả kìa. Chịu đời không thấu. Có nước sơn, có son môi trời, trong ba điều hạnh dữ vậy trời. Rồi thôi. Đó, đó. Mẹ mua mấy cái chai tí hon này ngày xưa lâu lắm rồi đó. Mẹ chỉ cầm cho cô chú coi thôi, mẹ không có lấy. Rồi sơn đi. Cầm lên, phải cầm lên. Đúng rồi. Không được. Ê, không có sơn môi nha. Ừ, nail soi chứ không có sơn môi. Sơn môi là bị hư môi đó. Con muốn mẹ làm cho con không? Mẹ làm chay nha. Dạ. Ok. Rồi, đưa tay đây, đưa tay đi chân này. Ui chào ơi. Mẹ sơn cho. Nói chi mà chơi không quậy là mày sơn. Bây giờ mày sơn mày sơn màu màu phim cho chay nha. Ok, ngồi im đó. Rồi bây giờ mày sơn cho chay nha. Yeah. Sơn là đàng hoàng cẩn thận chứ không có được làm lem nữa chưa. Đó, đẹp chưa? Một ngón. Thấy chưa, phải sơn, mình phải sơn vậy chứ ai sơn tầm lem tầm lút vậy. Rồi con làm mẹ nhớ lúc mà đời ngày xưa mẹ đi làm á. Mẹ sơn cho mấy. Rồi cho cô chú chưa từ từ để mẹ sơn xong 10 ngón đó. Sơn cho cô chú coi nha. Con mẹ sơn đẹp không nha. Đừng có đụng nhúc nhích, đừng có nhúc nhích con, mà nhúc nhích là mẹ sơn xấu. Thấy chưa? Con làm mẹ lem mà thấy chưa? Đừng. Chạy đi. Rồi. Từ từ còn 2 ngón nữa, từ từ. Rồi bây giờ quay cho cô chú coi nè, 10 ngón chân nè. Ok. Chưa, dựng lên vậy, dựng xuống. Chưa, để chân trước đi nails. Đó. Nhìn 10 ngón chân muốn giọng chưa? Ui giời, wow, thấy chưa? Cô chú thấy mẹ sơn chưa? Dựng lên, chống dựng lên nha. Dạ, dựng xuống, đúng rồi. Đừng dựng xuống rồi. Đó, cô chú thấy đẹp chưa? Đây gần. Nail sale rồi, giờ tới tay nha, coi làm tay nó là tan nát chưa. Không được, từ từ, tự làm để mẹ làm cho. Con làm, con tự làm là xấu á. Rồi, đưa đây mẹ làm cho, nhớ chưa. Con sơn tầm 7, tầm bạ lên. Bây giờ không biết sơn lên có đẹp không đây nè. Để ngón chân xa ra. Rồi, đừng có ngồi điệu hạnh quá. Rồi, ngồi im mình chút nhích. Xè tay ra, xè ra. Đó, thấy chưa, con thấy mày sơn đẹp không? Mới xin bá bài. Ừ rồi, 2 ngón. Mẹ sơn là thần tốc luôn mà. Trong tiệm là ngày xưa là mẹ làm nhanh nhất tiệm luôn á chị.
Nè, mẹ là làm cái gì cũng nhanh đó đó. Đứng đứng đứng. Nên là tiệm mà mỗi lần tiệm mà đông khách đó, là mấy người chủ là khoái mẹ lắm, tại vì mẹ làm rất là nhanh. Mẹ làm bụp 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 là có khách liền à. Có ra khách liền à, mẹ lắm. À. Đó, rồi rồi, để im đây, để im xuống đất, để im xuống. Rồi. Một nước thôi nha, một nước mới mau khô nha. Con có tiền trả mẹ không má? Má này có không? Có bên này trả không? Ngồi im đừng nhúc nhích, ngồi im đừng nhúc nhích. Hiểu rồi. Ê, đừng có đụng. Thổi đi, lấy tay, lấy miệng thổi cái tay kia đi, tay kia, thổi tay kia, đúng rồi. Chay sơn rồi, sơn nước sơn Ukiai luôn nha cô chú. Điệu hạnh, điệu ghê, thì cái điệu giống ai không biết. Chay điệu giống ai? Nói mẹ nghe coi, điệu giống ai? Điệu giống Út. Điệu bà của nội tôi. Hai đứa bay. Rồi, rồi bây giờ xèo ngón tay cho cô chú coi nè. Rồi mày coi đi, đứa coi lại coi, đứa coi lại coi, đừng có đụng vô cái đó là hư. Rồi đứa đưa xèo, đứng. Đó. Đừng có đụng vô. Con nói rồi, con nó làm đó. Xong. Đụng vô thổi thổi. Thổi cho khô, con bắt ngồi kìa. Con ngồi con để chân vậy nè, con ngồi con để chân vậy nè. Để chân ra. Con để chân vậy là hư bốn chân rồi. Coi được không? Ai mà trời ơi, ai mà sưng bốn chân xúc chơi cháu bánh. Trời đất ơi. Nó vừa điệu đựng chút là bắt đầu là giỡn trò hả? Rồi, thôi bây giờ nè, đây. Đưa đây mẹ sơn cái khác, đưa đây mẹ sơn tay cho. Trời ơi, đưa đây mẹ sơn tay cho, đưa đây. Rồi chay làm mẹ đi, lại đây chay làm mẹ. Ok, giờ đây chay đây sơn mẹ đi nha. Đưa đây. Rồi cất vô, rồi mẹ cất. Mai chơi tiếp nha. Đó, cô chú ơi, chay bây giờ bị nhõng nhẽo rồi cô chú ơi. Có ai thấy chay không ta? Đó. Chay giờ bị nhõng nhẽo rồi. Chay đâu rồi ta? Ủa, cô có cái bàn tay đẹp chưa? Trời ơi, bàn tay đẹp chưa? Wow. Bây giờ nhõng nhẽo khóc. Khóc nhõng nhẽo. Rồi đi ngủ. Trời ơi, còn có bàn chân nữa nè. Ui, chào rồi, có bàn chân. Oh, wow. Dính rồi, dính đi, từ từ, dính cái đó từ từ hết rồi nè. Wow. Xè 10 ngón tay ra cô chú coi coi. Xè 10 ngón tay ra. Xè đứng đây này, đứng đây đó, đứng đây đó. Đúng rồi. Đâu kia. Đó, đúng rồi. Vậy cô chú mới thấy. Con hỏi cô chú thấy đẹp không? Con hỏi đi. Bị chảy máu hả? Làm sao bị chảy máu? Nói mày nghe coi. Trốn không à? Mẹ con nói cho cô chú nghe coi, tối con muốn ngủ với ai? Đúng rồi. Ngủ với mẹ rồi làm gì nữa? Con bắt mẹ làm gì? Con bắt mẹ ôm con bằng hai tay luôn hả? Trốn hoài à. Hôm nay là nguyên một ngày trời là mưa ở ngoài đường luôn cô chú ơi. Mẹ với Chay nằm ở trong nhà không à. Sao giờ về nhõng nhẽo dữ rồi trời. Cô chú có muốn được ôm Chay trong lòng như mẹ Chay không ta? Cô chú có muốn ôm Chay không ta? Rảnh không cô chú? Rảnh không qua dữ hả? Chay ôm nữa. Chay ôm nữa là sao? Cô chú có muốn ôm Chay không? Chay muốn ôm ai? Chay muốn ôm ai? Nói mẹ nghe coi. Đây bây giờ mẹ hỏi nè, mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Sao ạ? Đừng. Đó, coi nó kìa. Wow. Mẹ tên gì? Mẹ tên Chay. Không.
Mẹ tên Dwayne. Mẹ tên Julia. Mẹ tên Vincent. Tên Nhật. Đúng rồi, ba tên gì? Gì vậy? Ba tên gì? Ba tên gì? Ba tên gì? Ba tên, ba tên Ngọc. Ba tên Julia. Ba tên Queen. Đúng rồi. Bà ngoại tên gì? Bị đau. Bị đau đâu? Yêu đen. Bị đau đó đó hả? Nãy là bị kẹt tay đó cô chú. Tự nhiên đang ăn không đi ra mở cửa đó anh chị. Mở cửa sao? Mở cửa lấy gì ạ? Lấy nữa. Đi mẹ. Đi đâu? Không, không được lấy nữa, ngày mai thì chơi tiếp. Ngày mai chơi, mình chơi như vậy là đủ. Hôm nay mình chơi như vậy là quá đủ rồi. Mày bây giờ nói cô chú nghe bà ngoại tên gì. Rồi mày đi lấy, rồi mày lấy cho. Nói đi mày lấy cho. Bà ngoại tên gì? Bảy. Nói đàng hoàng. Không phải. Bà tên trắng. Ngoại tên bờ ai bay hỏi. Bảy 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 hỏi. Hỏi gì? Hỏi du hỏi. Hỏi bảy. Hỏi bảy. Ông ngoại tên gì? Ai bắt tên? Cờ ông. Cờ ông. Cờ ông. Cờ ông gì? Cờ ông. Đừng có ngậm miệng. Cờ ông gì? Cờ ông công. Cờ ông công. Đúng rồi. Rồi Út tên gì? Út tên. Út tên Julia. Đúng rồi. Rồi Vinh Sinh tên gì? Vinh tên bảy. Gì Vinh Sành tên bảy. Vinh Sành tên Huỳnh Trí. Huỳnh Trí. Huỳnh Trí Vinh. Mà Ba Huy. Ba Huy tên gì? Ba Huy tên Quyến. Ba Huy tên Huỳnh Trí Vĩ. Huỳnh Trí Vĩ. Cây tên gì? Em chơi chơi của mẹ em ơi. Em chơi chơi của mẹ em. Không hát, con hát đi. Em chơi chơi cho bạn ơi. Em chơi chơi cho mẹ mi ơi. Em chơi chơi của mẹ em ơi. Không hát rồi, con hát đi. Mẹ chơi chơi mẹ ơi. Bây giờ con hát đi, mẹ không hát. Hát đi, em chơi chơi của mẹ em ơi đi. Em chơi chơi. Em chơi chơi của mẹ. Trời ơi, coi nó kìa, nó bóc cái gì đó, thơm, nó bỏ vô nhiều bên đó, thấy không? Nè. Rồi, ăn em. Hồi xuống. Hồi xuống. Hồi xuống. Còi xuống đàng hoàng. Thôi ẩn kìu chấm mâm cái gà. Con giấy à? What about this? Huh? Oh, it's right here. You brought it in first. Okay. Ngon con. Trước khi ăn pizza là nãy húp hết một chén con nó làm cái bàn, cái chỗ ngồi này của nó lúc nào cũng vậy. Ghê. Nãy ăn hết một chén gọi là cái gì, canh củ dền, cái canh màu đỏ đỏ với cà rốt. Nay là phải bắt húp canh. Con ăn kèm theo bánh luôn nha con, không có chị không có ăn cheese không nha. Oh, eating pizza. Ngon. Nha. Cái này là có nhiều đồ trong này lắm này cô chú ơi. Bây giờ ráng cố gắng ngày nào cũng uống một ly là được nè.
cô chú biết trong này có gì không? Mẹ chạy đi chợ mua xoài, quả quả Việt Quốc, Nam Việt Quốc, rồi nho, rồi táo, lê, chuối, gì nữa ta? Nho, táo, lê, chuối, xoài, dứa, rồi cái rau bina, rồi rau keo, rồi rau bồ công anh. Trời, 10 loại, nhiều loại cho mày lắm à. Còi sữa là sữa bằng sữa hạnh nhân, rồi mật ong. Đó, cô chú thử mua về trộn vô uống thử coi sao. Hey baby, you haven't tasted yet, right? You have to finish it, baby. This is your glass. No, this is JD's glass. No, JD? This is JD. This is JD. No, 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 no. Không ăn pizza. Oh, okay. Baby, that tastes great. What you talking about? Why don't you like it? I didn't say I didn't like it. So why you try to push it to JD? Because this is healthy for JD, and it tastes real good. She has her too. Mm-hmm. Don't worry. It's all about the JD, baby. It's all about the JD, baby. Chay ơi, ăn chứ không có quậy nghe chay. Ăn đàng hoàng. Sao con cứ gỡ cheese, con ăn không, con cắn nguyên cái bánh pizza, con ăn giùm cho mẹ coi coi chay. Giờ mới chịu cầm cái miếng bánh pizza để ăn đó. Để gần gần đó con, để gần gần con lại cái này con. Nửa nửa gì? Để ủa, làm sao? Làm sao? Nè, here, here, get the small one. Here, get the small one. Oh wow, that's perfect size for you. Yeah. See baby, I don't like how the table... What is that? It's raining. Mm. Wow, you have pretty nails. Yeah. I got it. All done, yeah. All done. Mm-hmm. JD, here JD, wipe your hand on the paper towel. Chùi tay vô giấy. Okay. Rồi ăn đi. Ăn cầm cái pizza lên cắn, chùi miệng kìa, cái miệng ghê quá. Cầm pizza lên cắn. Đúng rồi. You got some pizza on your face, JD. Well, you wiped it off on your sleeve already. Well, good try. Đó, ăn pizza phải cắn vậy chứ. Mày làm gì trời? Ngồi đàng hoàng đi chơi ơi. Ngồi ăn đàng hoàng. Ngồi. Nước. Mỏ nha. Sao nhả ra? Cay đầu cay. Xảo không à? Uống nước không?